Dạo này người ta cứ hay lạc vào chốn yên bình nắng mưa với chả những giấc mơ khờ dại, còn mình thì chọn lạc thái nhá. Chất lượng đồ ăn thế nào chưa bàn, cơ mà tọa lạc ở mặt đường Tràng Tiền, thêm quả đề co cứ phải gọi là nghệ thuật. Hôm nay mình có gọi mấy món signature không thể bỏ qua của Thái như là pad thái, cho lạc, cho ớt bột vào rồi vắt thêm tí chanh trộn đều lên, phở được xào thấm đẫm vị chua chua cay cay cực kỳ là bắt miệng luôn. Nhưng mà món sau mới gọi là đỉnh của chóp này. Bạn nào mà ăn được đồ sống thì tuyệt đối đừng bỏ qua món tôm sống ngâm nước mắm này nhá. Cho một con tôm vào phần chanh cho tái tái rồi chấm đẫm nó vào phần nước mắm Thái. Trời ơi, mùi mắm nó sực vô mũi đã thơm rồi. Lúc cho vào miệng thì đúng kiểu bùng nổ vị giác luôn. Đầu tiên là chua chua, sau đó là vị mắm Thái cay nồng, cuối cùng là hậu vị ngọt thịt từ tôm siêu siêu ngon. Mạnh dạn cho món này 10 điểm. Gỏi cà chê với mình thì phần nước mắm cực kỳ vừa miệng, cà chê và bột được chiên lên giòn rụng, ăn kèm với xoài bánh cuốn phết. Mỗi tội mình thấy hơi ngấm dầu một tí. Tôm yum thì là món signature của quán, mình đặt kỳ vọng khá là cao. Tuy nhiên hương vị vẫn chưa thực sự đánh gục mình lắm. Chua cay thì đủ cả đấy, nhưng mà hơi thiếu vị ngọt thơm của nước cốt dừa. Nói chung là cảm giác chưa tới hẳn. Mấy món kiểu cơm chiên trái thơm hay là thịt gà cuốn lá dứa thì đều khá là ngon và vừa miệng. Trà thái đỏ ngọt vừa, dễ uống. Kết bữa bọn mình có gọi tráng miệng bằng xôi xoài thì cứ phải gọi là đỉnh. Hạt xôi mẩy mềm dẻo mà thơm mùi lá nếp lắm mọi người ơi. Nước cốt dừa dưới bên trên béo ngậy, quyện với xôi với xoài, trời ơi cực kỳ hợp dơ, cực kỳ ngon nhá. Giá cả ở đây thì dao động từ 400 đến 500 nghìn một người là no căng. Thực ra mình biết đến Lạc Thái vì nó là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn, thành lập từ năm 1999. Mình cũng đánh giá cao việc nhà hàng đầu tư để có cực kỳ. Ví dụ bộ sưu tập tranh trang trí ở đây được thay đổi thường xuyên này. Không gian thì có tông cam chủ đạo sang trọng, ấm cúng, phù hợp cho tiếp khách hay là hẹn hò ăn uống sang chảnh một chút. Tầng 1 thì là quầy bar nên mọi người hoàn toàn có thể uống cà phê chill chill ở đây luôn. Thế nên là thứ bảy chủ nhật lên phố đi bộ mà chưa có chỗ ghé chân thì mọi người đừng bỏ qua Lạc Thái nhé. Bây giờ thì bye bye. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.